em. Chào mừng em quay trở lại với Con Béo Motovlog. Và như các bạn biết rồi ấy, mình có nhúng carbon. Và đây là chiếc xe Yamaha R15V3. Mình đã phun tất cả những cái nhựa đen mà không dán được lên xe, mình nhúng lại hết carbon rồi. Và cái này là sơn nhúng carbon nha anh em nhé, không phải là sơn phủ. Phủ carbon lên, carbon fiber xịn thì nó là lớp vải phủ lên. Còn cái này là sơn nhúng. Đấy, các bạn thấy không? Tất cả những chỗ mà chúng ta không thể nào dán được thì mình đã sơn nhúng hết tất cả. Ngay cả dưới gầm này anh em này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ăn chơi dưới gầm đít này. Đấy, ốp đuôi này. Hay đây nữa. Ở trên đầu. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em bộ sơn nhúng này nhá. Với cả anh em quan tâm là nhúng hết cho con R15V3 này hết bao tiền đúng không? Anh em quan tâm đúng không? Và hôm nay mình sẽ review cho anh em hết bao nhiêu tiền luôn. Ok anh em, và chúng ta cùng bắt đầu. Các bạn có muốn nghe thử cái tiếng bộ này không? An nó mới bảo mình xong là cái gì? Là con này vừa cổ titan không còn hợp với xe này nữa. Có khi về cổ inox nhỉ An nhỉ? Ừ. Thôi mày thừa giấy vẽ. Nổ thử cho anh em nghe. Lắp chuẩn cho con Ducati, mấy con Ducati vắt vô lên trên như 848 rồi các thứ ấy. Thì con này mình mua một cặp, mình tháo ra mình lắp một quả ở đây. Ngon không? Và hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc R15V3 nhá. Và những anh em Exciter rồi là Underbond rồi Rider rồi Sugarix hay là anh em Big 3 muốn nhúng cả con này thì đón chờ hết cái video này nhá. Mình sẽ làm hết, mình sẽ nói hết cho các bạn về cách nhúng carbon. Ok anh em. Hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với Con Béo Moto Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em. Ơi em cẩn thận vào đồng gương này. Này, đồng gương vừa về này. Gương H2C, hàng mà gọi bán chạy nhất cho anh em classic. Nhưng đừng, hôm nay mình không review cái đống gương đấy. Mình sẽ review cho anh em sản phẩm sơn nhúng carbon. Và rất là nhiều bạn thì khi sau khi mình nói mình có sơn nhúng lại carbon thì nhiều anh em hỏi là mình giá bao tiền, thì hôm nay mình public luôn. Tức là full bộ vỏ của Exciter 150, đổi vỏ cũ nhá. Vỏ này vỏ mới bóc bịch luôn anh em. Mình mua hẳn bộ nhựa đen mới của Exciter 150 về mình nhúng lại carbon để anh em làm gì, mang bộ vỏ mới đến mà không bị gãy lẫy gãy liếc, mà đưa mình bộ vỏ của anh trên xe các bạn và không bị gãy lẫy là mình đổi luôn. Mình đắp lên mình lại lấy bộ vỏ để mình sơn nhúng lại. Và đây là một bộ vỏ mình đã nhúng sẵn cho anh em R15V3. Thì bộ vỏ của Exciter là cái đồ nhúng carbon full hết nhựa đen của nó là 3.150.000. Vừa mới bị tăng mất 200.000. Đọc lại giá đi. 3.150.000 cho Exciter Underbond Winner các thứ ấy. Tất cả những dòng Underbond, Exciter 155 hay là Rider các thứ. Còn với những cái dòng mà như Sport hay dòng Next của 175 trở xuống thì nó là 3.350.000. Còn những cái dòng từ 300 phân khối đến 1.000 phân khối anh em muốn nhúng thì inbox lại, vì cái nhựa nó tùy khác nhau. Cái này nhựa này thì nó tính ở trên cái mét nhựa ấy, mét nhựa nhúng. Đấy. Thì các bạn xem là cái clip một tí nữa mình sẽ quay chi tiết cái sản phẩm. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mặt trong này vẫn là nhựa R15V3 này. Đấy, mặt trong này, mặt ngoài mình nhúng này. Trông như carbon fiber xịn nhỉ, bóng trong vắt luôn. Đấy. Và tại sao mà cái miếng này mình cần phải nhúng này? Nó thực ra nó chỉ lộ ra một ít thôi, nhưng mà khi mình nhúng là mình phải nhúng hết tất cả. Đấy. Hay là như cái pha đèn đây, các bạn thấy không? Cái pha đèn mà thực tế ấy, pha đèn nhá, nó chỉ lộ mỗi cái điểm này với cả cái điểm mí viền này thôi. Mỗi hai cái mí này thôi. Nhưng mà vẫn phải nhúng, vì tại sao? Vì nó lộ ra bên ngoài. Đấy, thì hôm nay là sản phẩm mình đã nhúng lên rồi. Bây giờ mình anh em đón chờ cái sản phẩm khi lên xe nhá. Và bộ vỏ này là nếu anh em đến là mang một cái bộ vỏ nhựa đen mà không xước, không vỡ, không gãy lẫy, đến là đổi bộ nhúng carbon này luôn. Các bạn không phải chờ 3 đến 5 ngày để mình nhúng carbon nữa, mà đến cái lắp luôn và đi về. Ok anh em, và chúng ta cùng xem cái bộ vỏ của R15V3 lên xe như thế nào nhá. We'll be right back.
trước khi mà anh em đã biết giá rồi đúng không? R15 V3 là lên full cho bộ nhựa là 3.350.000. Còn nếu mà anh em Exciter thì rẻ hơn 3.150.000 vì nhựa của Exciter nó ít hơn. Exciter Winner hay là mấy con như Rider, Sonic các thứ nhựa đen nó ít hơn so với những nhựa Sport 3 như này. Thì đây mình sẽ review. Các bạn nhìn thấy không? Cái miếng này này, như chúng ta nhìn thấy ở trong video lúc nãy ấy, cái miếng này nó khi mà nó chỉ lộ có từng này ra thôi. Đấy, lộ rất ít. Đấy. Hay là đây, ốp đầu đây. Lộ rất ít. Đấy, các bạn thấy không? Bên này cũng thế. Lộ rất ít, nhưng mà để lộ được ra tất cả những cái này thì mình sẽ đã phải là nhúng nguyên cả một cái bộ vải rồi, chứ mình không nhúng được có mỗi một tí ở chỗ đoạn này. Đấy. Như còn những cái miếng này này, các bạn nhìn thấy không? Nó lộ cả miếng luôn. Thì nó là Okela, đúng không? Cái này lộ cả miếng ra thì nó là Okela. Hôm qua thì mình có đăng lên trên Facebook thì anh em bảo là cái này dán đẹp, thì các bạn ạ, cái chỗ nhựa đen này không dán được nhá. Tất cả những cái nhựa không dán được mình mới đem phủ. Đấy. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nguyên cả cái miếng nhựa đen tam giác này mình cũng đang phủ hết lại, những cái chỗ mà không nhìn thấy nó cũng có luôn. Đấy. Hay là miếng này, đây lộ hết này. Hay là như miếng này nhá. Miếng này là ôm gầm sát hết cả một cái đuôi nhựa luôn. Tức là cái miếng này ở dưới gầm này nó dài hẳn lên đến này, dài tít lên đây. Dài tít lên đây luôn. Cái đoạn này là đẹp nhất này. Dạ. Thấy nhìn ở đằng sau cái đoạn này đấy, đẹp nhất này. Thì cái miếng này nó cả cái miếng đuôi này luôn mà em. Đây này, ở trong này cũng có. Và đây, miếng ốp ở trên đấy, miếng ốp nhỏ ở trên. Tức là tất cả nhựa mà không dán được thì mình đều ấy. Bây giờ điều quan tâm là anh em có, anh em sẽ hỏi là thế còn nhựa vỏ nếu mà muốn dán, muốn nhúng phun sơn phun carbon như này, mình không biết là gọi nó thể như nào cho anh em dễ hiểu nhỉ. Sơn nhúng carbon nhá, nói đúng từ luôn, sơn nhúng carbon. Thì anh em muốn hỏi là những cái vỏ nhựa chất liệu như composite ABS này muốn nhúng carbon thì được không? Nói với các bạn luôn là được. Nhưng tại sao mà cái ốp đuôi này mình không nhúng? Bởi vì là tại sao các bạn biết không? Vì là nếu mà nhúng tất cả nó carbon thì nó sẽ xấu, phải đi tem rời. Thì cái ốp đuôi này của mình trước là đi tem rời, nhưng mà vì là bây giờ là đề can đang nghỉ nên là mình không đi tem được. Chứ còn đúng là mình vẫn chạy tem rời, chạy cái chỉ trắng này, chạy dọc hết lên đây, dọc hết lên đây như bản đề can cũ. Nhưng mà vì là cái gì? Vì là đề can đang nghỉ nên là mình không ấy được. Thì nếu mà anh em nào như trong Sài Gòn mấy anh em CBR 650 hay nhúng là rè trước này với cả những cái bộ cánh bộ kia các thứ, khẳng định với anh em nhúng được luôn, ngay cả trên chất liệu nhựa hay là sắt nó cũng nhúng được. Đấy, thì các bạn như các bạn thấy là có mấy cái tay sắt rồi rè cán bùn của 650 này, của 300 này, MT này đều nhúng được hết, tất cả cái đấy đều nhúng được. Thì ở cái chất nhúng này là nhúng lên và độ bền của nó ấy, thì mình dám bảo hành ở đây là cái này là nhà máy sản xuất lên, mình bảo hành với các bạn là 1 năm về cái đồ sơn nhúng này. Thì anh em hỏi là bảo hành cái này thì bảo hành ở đâu, thì nói luôn là các anh em đến lắp mình sẽ chịu trách nhiệm về bảo hành. Nếu mà mình có sẵn miếng nhựa này, mình tháo ra mình thay luôn cho các bạn luôn, xong rồi mình mang đi mình bảo hành với nhà sản xuất. Còn nếu không có thì anh em chờ mình 3-4 hôm thì mình sẽ nhúng được. Còn nếu mà các bạn hỏi là nếu mà muốn lên một bộ cho MT15 XR hay là những cái dòng xe khác mà mình không có nhựa đây thì mất bao nhiêu ngày, thì xin thưa với anh em là mất 5 ngày để làm việc, để làm cho xong cái bộ này 5 ngày. Còn nếu mà anh em như R15 ấy, nếu anh em là R15 nhá, mà cái đến nhá, cần nhá, mình tháo luôn bộ nhựa mới này của mình tháo luôn, mình đổi cho các bạn luôn, mình lại lấy nhựa của các bạn mình mang đi mình phủ tiếp. Để làm gì? Để cho những anh em sau không phải chờ. Giống như kiểu anh em lên bi cầu ấy, nếu đã có sẵn rồi chỉ có tháo ra lắp vào đổi thôi. Thì đây cũng thế, tháo ra lắp vào. Thì hiện tại mình có sẵn là bộ nào, bộ của Exciter 150 này, bộ của R15 V3 này. Và sắp tới thì nếu mà ấy thì có khi mà rộng rãi lên thì nhiều rồi, thì mình sẽ mua một bộ vỏ của MT15, một bộ vỏ của XR và một bộ vỏ của TBX để mình nhúng sẵn cho anh em. Thì anh em đến chỉ được đổi thôi. Như vỏ Exciter là bóc bịch mới tinh luôn. Con này thì cũng là mới thôi, nó không đi, mình cũng không đi đến, nhưng mà nó không phải là hàng bóc bịch. Đấy. Còn cái kia là Exciter bóc bịch. Còn anh em quan tâm chiếc R15 này thì nói qua thêm tí nhá. Đấy. Con này là mình lên theo kiểu body không giống ai, tức là những cái body mà đều là có sẵn cả. Đây là ốp đầu R6 này, hốc đèn này. Còn cái này là cánh gió này. Cánh gió này là để khi mà mình đi lên tốc cao nó ghim đầu xuống ấy. Đấy là với Big Bang thôi. Còn với con xe này lắp lên cho đẹp. Đấy. Tiếp theo nữa là cái dàn ghi đông. Dàn ghi đông chảng 3. Đây anh em. Nó sẽ không giống con R15 V3 riêng nguyên bản đâu nhá. Ghi đông mình sử dụng ghi đông của R3 2020.
Ghi đông R3 2020 thấp hơn, ngắn hơn, nó support hơn. Đấy. Và tiếp theo nữa là chảng 3 mình sử dụng chảng CNC, trợ lực thì Racing Boy. Đấy. Và kèm cái nữa này, tổng phanh, tổng côn là của Ducati Performance. Đây là Brembo sản xuất cho Ducati. Đấy. Các bạn thấy không? Brembo con này bản 16 nha anh nhỉ? 16 18. Con này 16. Đây này, 16 này anh này. Đấy. Nhưng mà anh em hỏi 16 có mềm không này? Các bạn thấy không? Mình bóp này. Đấy. Không ABS đấy nhá. Vẫn còn nặng. Qua ABS thì mềm hoặc luôn, nó lành luôn. Đấy. Củ phanh thì mình sử dụng hai củ là của MT09. Rất là mới đúng không anh em? Anh em nhìn thấy rất là mới bởi vì là con này là tháo MT09, MT10 chứ không phải là hàng tháo của R6 đời cũ, mà con này tháo MT09, MT10 nên rất là mới. Một cặp luôn, chân này là chân 108. Mình thay cả chân phuộc luôn anh em. Thay chân phuộc này bây giờ nhà mình làm quá nhiều rồi, rất là đơn giản, nhà mình còn sẵn một bộ dành cho anh em là nếu mà thích lên kiểu chân phuộc to này đến đổi thụt cho mình. Mình cái thụt kia là thụt mới, đổi thụt cho mình cái là mình vào sẵn rồi, hoặc anh em muốn là gì anh em bảo không, tao muốn dùng đồ của tao cơ, ok la, anh em chờ cho mình 4-5 ngày để mình thi công, mình vào cho ngon lành cày đào xong xuôi thì các bạn cầm xe về thôi. Đấy. Nhưng khi vào chân phuộc này thì cái dè chắn bùn mình sẽ phải sửa lại một tí, do là cái dè chắn bùn là cái bát dè chắn bùn zin này nó không chuẩn cho cái dè chắn bùn của chân 108 nhé. Đĩa thì anh em quan tâm đĩa này không? Không giống đĩa R3 đúng không? Con này là đĩa R6 size 310. Đĩa R1 thì là 320. Đấy, thì nhìn anh em nhìn cái độ dày, ngay độ dày nó cũng khác này. Độ dày này. Dày không? Đấy, dày hơn đĩa zin các bạn rất là nhiều nhá. Đấy. Và dây thì là mình sử dụng dây dầu zin của con Ducati tháo xe nhà mình rất là nhiều. Bởi vì là bọn mình chuyên đi gom mua những cái củ phanh ở bên nước ngoài nên là dây dầu này là dây dầu tháo xe cũng có, mà anh em nhìn này, nếu mà anh em nào thích cắt chuẩn chỉ lên thì qua bên thằng Tún nó có cắt dây dầu của heo của Akosato, nhưng mà nó đóng cửa rồi và anh em mua hàng bóc xe mình có sẵn luôn, mình có sẵn luôn nhá. Và cốc dầu ấy các bạn nhìn thấy nó hơi màu mè một chút thì mình muốn lắp lên để mình khoe với các bạn thôi. Với những anh em nào Exciter, Winner hay những anh em thích chơi màu, cốc này là full titanium luôn, cốc dầu King Rock full titan. Đây anh em này, đấy là màu xanh 7 màu nhá, còn con này màu vàng này. Dây dầu sau mình sử dụng dây dầu heo của bên Tụ nó cắt hộ mình. Đấy. Số 7 là số 7 của Fakie. Thì trên tổng thể cả chiếc xe này ấy, bây giờ mình nói thật là còn thiếu duy nhất cái này là mình chưa lên được. Đây. Tổng củ phanh, mình vẫn đang giữ zin. Củ phanh và pe đạp mình vẫn đang giữ zin. Củ phanh là củ phanh của zin với bạc. Còn nếu mà mình mà lên nốt ấy thì mình sẽ lên nốt cái pe đạp này của con Brembo và củ phanh sau là Brembo Hybrid thực sự. Vành sau thì anh em nhìn này, lốp các bạn thấy không? Mình chơi bài lớn luôn, mình đi lốp 109 luôn. Sorry anh em nhá, nhà bác hàng xóm bác kéo cửa nó hơi ầm. 190/55, đi vành 5 inch, nở rất là to. Nếu anh em mà R3, MT03, Ninja 300, Ninja 400 mà muốn quan tâm lên cái vành 5 inch ấy, 5 inch mà đi lốp 109 được không thì đây nó nở to như này luôn. Phát biển thì không phải là phát biển gập, điện phát biển mình là cố định luôn, cố định phát biển cố định luôn. Khi nhan sử dụng là L17 và L23. Đấy các bạn thấy không? Con này là L17 này, trên là L23 anh em. Đấy. Trên là sử dụng L23. Sử dụng là con xi nhan này sử dụng demi màu trắng luôn, dị nhờ, đẹp, hợp với xe. Đấy. Và mình không dùng gương thì sắp tới mình chắc là mình sẽ lắp con gương sport vào đây, gương sport có tích hợp xi nhan đây cho R15V3, và hoặc là chơi bài nữa là mình nhờ thằng cu Dũng nó đặt cho cái pad CNC ấy, nhưng mà có xi nhan ở đây này, giống như con của nó nhưng mà carbon ấy. Đấy, pad CNC đẹp phết, ở đây đẹp phết. Đấy, đấy. Và đây anh em quan tâm đến đồ nhúng carbon ấy thì liên hệ với mình nhá. Ok anh em, mình xin phép dừng clip ở đây, lốc nổi trong suốt nhá. Thì anh em Exciter 150 này, DBX này không dùng được cái lốc này nhá. Anh em XR này, anh em MT15 này, anh em Exciter 155 máy VVA đều dùng cái lốc nổi trong suốt này được nhá. Nổ lên rất là đẹp này, camera. Em quay đi, để anh bật lên. Đang thực hiện đúng giãn cách mà nhà hàng xóm đang đóng cửa nên mình không muốn làm ầm. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhé.